Thưa quý vị, công tác chấm thi vào lớp 10 đang được tiến hành khẩn trương. Dự kiến vào ngày 24 tháng 6 sẽ công bố kết quả thi vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay gần 94.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 114 trường trung học phổ thông công lập là 73.000. Như vậy có khoảng 20.000 học sinh sẽ trượt lớp 10 công lập lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 16 tháng 6 bắt đầu công tác chấm thi. Để phục vụ cho việc chấm thi, thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hơn 2.000 cán bộ giáo viên nhân viên tham gia. Về môn toán, một giáo viên tham gia chấm thi cho biết, đến hôm nay đã chấm được 4 ngày. Đánh giá về đáp án theo giáo viên này là khá nhẹ nhàng, có lợi cho học sinh. Hướng dẫn chấm khá thoáng. Tuy nhiên trong quá trình chấm thi, dù đề thi được nhận định không quá khó, phù hợp với điều kiện dịch bệnh, nhưng các em không làm được bài khá nhiều, nhiều em không đạt được điểm 5. Với tình hình trên, tỷ lệ học sinh dưới điểm trung bình sẽ nhiều. Kết quả trên là do học sinh phải học online trong một thời gian dài, vì thế kỹ năng suy luận, kỹ năng làm bài của học sinh khá yếu. Trong 8 câu các em sai nhiều ở câu số 6B, câu số 7, phần hình học đa số chỉ được câu A. Còn phần toán thực tế, nhiều em chỉ làm được từ 2 tới 2,5 câu, gồm câu tính tiền và câu về cân nặng. Giáo viên này phân tích Giáo viên này cho biết thêm trong quá trình chấm thi, điểm 8 trở lên cũng xuất hiện nhưng không nhiều, chỉ chiếm khoảng 8%. Với tình hình này, khoảng hơn 2 ngày nữa môn Toán có thể được chấm xong. Đối với môn Văn, một giáo viên cho biết khoảng 3 ngày nữa sẽ chấm xong. Điểm môn Văn có sự phân hóa rõ rệt về mức độ khá giỏi cũng như trung bình. So với các năm trước, điểm trên trung bình của môn Văn hơi thấp, xuất hiện những bài văn đạt điểm 8, 9. Phần đọc hiểu đa số học sinh đều làm được. Các em chủ yếu bị mất điểm ở phần làm văn vì không đi vào trọng tâm của vấn đề, đa phần viết lan màng, giáo viên này chia sẻ. Thầy Võ Kim Bảo, giáo viên môn văn trường trung học cơ sở Nguyễn Du, quận 1 cho rằng đáp án môn văn khá mở, chấp nhận mọi suy nghĩ ý kiến của học sinh, không mang tính áp đặt. Đáp án lẫn đề thi đều chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Với đề thi và đáp án, học sinh chỉ cần nắm chắc phương pháp làm bài, thể hiện bản thân là người hiểu đề sẽ đạt từ điểm 7 trở lên. Trong đáp án còn có điểm khuyến khích cho sự sáng tạo của học sinh. Đây là điều phân hóa rõ năng lực, đồng thời đảm bảo được đặc trưng của môn ngữ văn là bộ môn nghệ thuật. Cùng với các môn văn và toán, môn tiếng Anh cũng đang được chấm khẩn trương. Tuy nhiên, trước phản ứng của dư luận, ngày 18 tháng 6, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết Hội đồng chấm thi lớp 10 sẽ trà soát tất cả bài thi môn tiếng Anh để chấm lại phần tự luận. Với bốn câu tự luận trong đề thi tiếng Anh, thí sinh viết sai chính tả dù không ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu sẽ không được chấm điểm, thay vì vẫn chấm 0,25 điểm như trước đó. Động thái này diễn ra sau khi ngày 16 tháng 6 sở công bố đáp án 3 môn thi vào lớp 10, trong đó đáp án môn tiếng Anh nhận được nhiều ý kiến phản đối từ giáo viên. Theo hướng dẫn chấm thi, với 4 câu từ luận dạng viết lại câu, nếu thí sinh sắp xếp sai vị trí, viết sai cấu trúc hoặc viết sai chính tả ảnh hưởng nghiêm trọng ý nghĩa của câu, đều không cho điểm. Thí sinh viết sai chính tả, thiếu dấu câu nhưng không ảnh hưởng ý nghĩa của câu không bị trừ điểm. Mỗi câu từ luận này 0,25 điểm. Trước đó đánh giá về đề thi, cô Huỳnh Thái Giang, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hồ Văn Long, quận Bình Tân cho biết, đề thi không đánh đổ thí sinh, phù hợp với điều kiện học tập của các em. Với đề thi này, các em khá giỏi có thể làm được bài từ 7 điểm trở lên. Tôi dự tính sẽ có khoảng 65% điểm trên trung bình, trong đó 30% đạt 7 điểm, cô Giang nói. bạn có video hấp dẫn bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo hãy gửi về plo a vòng pháp luật tb vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn